Anh chào với đây này, anh chào. Ôi trời ơi, diễn viên. Bố con chúng tôi ơi, ơi. Bố mua cà sữa nhá. Mua cả trà sữa được rồi. Đừng ngoái tai bố. Bố con chúng tôi đang ở đây là Eo Cà Ná. Đây là cái điểm check in sát với cả cảng nước sâu. Ở đêm hôm qua chúng tôi ngủ ở đây. Đấy. Và hôm nay thì có hơi có gió bão một tí ta. Biển à đấy, chị Dũng bảo biển xanh thế, chị Dũng quay ra đây. Ở chỗ này ấy, là một cái điểm mà thực sự mọi người khi đi xuyên Việt nên dừng lại và nhớ là leo được xuống dưới kia nhá. Tôi sẽ up một cái clip là tôi đã leo xuống rồi. Sáng dậy từ 5 rưỡi gần 6 giờ leo tận chân dưới kia, không phải leo ngược lên, tất cả mất khoảng tiếng nhưng mà cực kỳ là thích luôn, tuyệt vời lắm. Nào tôi thôi, vượt là phê đi, là phê, bye bye. Khám phá những góc hang đá ở dưới chân núi của cái điểm checkpoint đẹp nhất Bình Thuận. Leo tít luôn. Anh em xem nó đẹp lắm. Nhưng mà leo vất vả dã man luôn. Đẹp lắm, phê lắm. Này, nhìn tít trên đỉnh thấy chưa? Bây giờ phải leo lên đi kìa. Đỉnh cao. Bây giờ phải leo lên. Nhưng mà đáng lắm. Phải thế mới được. Đây, bây giờ tôi leo lên nhá. Yên tâm, đã xuống được thì lên được thôi, không vấn đề gì cả. Trời thế. Tí ngã. Rồi, qua nhớ. Tập trung chuyên môn, leo lên đỉnh không? Leo lên đỉnh núi. Bye bye. Tuyệt vời, một ngày hạnh phúc. Khi mà tắm biển ở nơi này, chỗ này ấy, sóng nó to, mức độ mà như kiểu lúc nào nó cuốn bay mình ra ngoài biển luôn ấy. Ở cái vịnh này, cái húm này nó tuyệt vời lắm. Trong vắt này. Sóng to vất rồi. Chỉ lội ra khoảng đầu gối thôi là có thể không vào được nữa luôn đấy. Nó quá mạnh luôn đấy. Hôm nay là biển bông. Đấy. 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 Anh em dân chơi thuyền biết rồi. Hôm nay là quá to đấy. Đấy, ngay gần bờ luôn, chắc chỉ có 3 mét thôi. Kiếp rồi. Thích lắm luôn. Chớ dại nhá, chớ lao ra tí thôi là xong. Cuộn đây này, đây. Úi tẩu rồi, đấy, phê chưa? Vượt là phê đi là mê. Ở phía trên là đỉnh núi kìa. Đấy, mọi người đang ở trên đỉnh núi. Cái trên cao nhìn. Ui, con này to quá, con này to quá. Yeah. Đây rồi nhá. Dạ, đúng được luôn. Chinh phục một cái ngọn núi leo xuống từ tít bên trên đi kìa. Trông thế thôi nhưng nó cao lắm ấy. Đấy. Đấy kìa. Ô, đã qua, nước biển trong vắt rồi. Ôi. Thế quá. Lần đầu tiên trong đời mình là khám phá được một cái tự từ 6 giờ sáng đến giờ mình đã cái điểm checkpoint đẹp nhất của tuyến đường biển Ninh Thuận. Mình đã xuống được đây rồi. Mình cảm thấy rất là tự hào luôn, bởi vì đường nó dốc ngược này này, khó khăn vô cùng luôn. Nhiều thế thì lại thích lắm. Nói chung quyết tâm là sẽ làm được hết. Cố lên, yeah, vượt là phê đi là phê, yeah. Nhưng mà cái ui, sóng này nó động và to, ôi to kìa. Đấy, từ cái này để ký điện lại. Đấy.
lắm mới có những cái thứ lọ mọ này không thể tả được, xúc động luôn. Bây giờ còn phải leo lên nữa cơ, con dốc như kia kìa, toàn đi bằng bốn chân như con dê, đi như con dê đi luôn. Chia sẻ với các bạn một tí hơi ồn sóng nhá, là các bạn đi cái tuyến đường biển Ninh Thuận, cái điểm checkpoint này là to nhất luôn, gọi là đẹp nhất, gọi là góc quanh góc cong này. Mình sẽ dựng cái này thành một cái clip để ghi dấu cuộc đời mình đã từng leo được xuống cái chỗ này. Mình không nghĩ là mình leo được xuống đâu, xúc động vô cùng, giống như kiểu đua ô tô ấy. Cái quãng leo được xuống cũng cái hõm này giữa hai khe núi kia, ngồi nhìn toàn cảnh trời đất cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé luôn. Không sợ đâu nhá, leo được, leo được, nói chung là chắc chắn leo được. Thích quá. Sau này các con phải đừng thử nhá. Đây nhá, câu khẩu hiệu đâu cũng là nhà. Thì hôm nay gia đình nhà Phê Phượt ngủ ngay ở một điểm checkpoint ở trên tuyến đường biển đẹp nhất đấy, Tuệ vẫy tay kìa đấy. Trên tuyến đường biển đẹp nhất của Ninh Thuận, cái cung đường biển ấy, từ quốc lộ 1A rẽ vào. Và đây là điểm checkpoint mà mọi người rất hay dừng lại để chụp ảnh check in. Sáng ngày mai chúng tôi sẽ đón bình minh ở đây nhá. Trời thì đang mưa đấy, thế nhưng mà đã có nhà di động rồi thì không vì gì phải lo mưa gió cả. Tít ra ngoài xa kia là biển kìa, và các cái đèn của các cái tàu đánh cá mực rất xa, sáng rực rỡ luôn. Phê cực ấy, gió ào ào luôn. Hôm nay là bị mưa dông về rồi đấy. Đây biển đây đấy, toàn bộ khu vực biển đây rồi. Phượt là phê, đi là mê. Đây, nhà di động kia rồi. Xe Phê Phượt lại quay lại làng Vĩnh Hy. Và lần này thì dứt khoát phải quay một cái clip lại cho mọi người biết. Đây là cái vùng trung tâm, vùng lõi của làng du lịch Vĩnh Hy. Đây là các cái quán xá này, quán ăn hai bên này. Rất nhiều thuyền, bãi thuyền. Nhưng mà thông báo lại rất rõ để bà con biết rằng là Vĩnh Hy nó chỉ được cái tên thôi. Chứ còn đây này, biển thì cái trong cái vịnh bẩn lắm luôn này. Rồi là ở Vĩnh Hy thì không có cái gì để tham quan du lịch đâu. Đấy. Và mọi người khách du lịch đến Vĩnh Hy lại phải đi thuyền ấy. Đi thuyền nó cano này, chạy tít ngoài biển ngoài kia, vòng về cái bãi chuối ở trên đường, cái quốc đoạn đường ven biển Ninh Thuận để bơi. Chứ ở trong Vĩnh Hy là làng du lịch nhưng mà chẳng có gì cả. Không có cái gì để đáng để chúng ta vào đâu. Thế nhưng mà mọi người cứ đồn đoán nhau chứ người vào hay kêu oái oái, bởi vì là cái gì cũng không hợp lý. Đi từ ngoài đường quốc lộ vào đây chỉ khoảng 2 km thôi, mọi người lưu ý nhá và hết sức lưu tâm chuyện này. Rồi Victory Challenge Sai Luân Cup, chúng tôi trên một cái hành trình hơn 40 ngày để tôi quay qua Vĩnh Hy thì xin chia sẻ lại với các bạn. Tôi vừa nói rất rõ tóm tắt lại rồi là ở làng du lịch Vĩnh Hy, tỉnh Ninh Thuận thì nói chung mọi người vào 30 phút thôi, ăn uống uống thì cũng chả nên, chung vào để biết đây là vịnh Vĩnh Hy này. Rất là nhiều tàu bè bà con đánh cá. Nếu như là có những điểm mọi người phải lưu tâm nhấn mạnh lại, nhất là ở đây không thể bơi được, có cái resort Vĩnh Hy cũng không có biển đâu. Ở đây mọi người phải đi cái hòn rùa là phải đi thuyền ra hòn rùa còn chưa đẹp. Hoặc là như là tôi chứng kiến nhiều lần ấy, là mọi người đi cái cano, cái thuyền chạy vòng ra cái hòn kia về cái bãi chuối, là một cái bãi tắm rất là tự nhiên thì ok, chứ còn tại trong làng này thì không có gì cả. À, mọi người hãy ở lại đây thôi, nhưng nếu mà có trang thiết bị đồ chơi đi qua đêm ấy, thì chúng ta di chuyển ra phía bãi biển. Ở đây có cái Amanơi thì mắc tiền nhưng mà nó cũng chỉ là thiên nhiên thôi. Nếu muốn thiên nhiên như cả Amanơi thì dọc cái đường biển Ninh Thuận mang đồ cắm trại theo là còn thiên nhiên hơn rất nhiều nếu chuẩn bị chu đáo nhé. Cảm ơn tất cả các bạn hết sức lưu ý lại. Gia đình nhà Phê Phượt đã đến với khu vực vườn nho của Ninh Thuận trên đường ra Vĩnh Hy nhá. Đây, vườn nho đây, vườn nho nhà Long Phượng,
vẫn còn rất nhiều trái. Còn các cái vườn nho khác thì hết rồi. Đây có cả hành tỏi này. Xong rồi sắp tới còn đi Lý Sơn nữa cho mấy anh em xem nhá. Rồi. Trời. Đấy, trời. Nào, tránh nào, tránh nào, tránh đường nào. Úi dùi, đẹp quá, Chí Dũng với cả Tuệ. Wow. Wow, nào giữ cái này nào để cho bố con nhà này làm một quả clip này. Giữ cẩn thận nào. Ui hài luôn là thích quá nhở. Đây đây đây. Nào trước đây nhìn nào, nhìn có cách phim chụp ảnh thế nào. Nào, nhìn vào đây này. À, bố con nhà Phê Phượt đang ở vườn nho Ninh Thuận. Ở đây là một trong cái vườn nho mà còn lại duy nhất. Người ta gọi là mèo mù với cá rán. Đi sắp vào đây, sắp vào đây. Đi sắp vào đây. Đây nho này, nho này. Đấy, đấy. Ngọt lắm. Ngọt. Em ơi, chắc là vườn nhà mình là vườn cuối cùng rồi sao nhở? Rồi, thích quá. Cả vườn luôn. Rồi bây giờ Chí Dũng ơi, Chí Dũng với cả Tuệ với tay chào mọi người nào. Đây là đang ở vườn nho Ninh Thuận nhá. Đứng tử tế nào, khôi còn chơi như thế. Thơm cái, thơm cái. Rồi, Tuệ thơm cái nào. Bây giờ các bạn hái nho đi. Các bạn chưa được hái nho đâu. Lần này cho các bạn hái nho nhá. Đúng rồi, hái nho chứ. Rồi, bây giờ là vườn nho đây rồi. Quá oách luôn. Nhiều nho quá. Ở khu vực này còn rất nhiều. Cái nhà này còn rất nhiều luôn. Nhiều quá. Wow. Vườn rộng lắm. Nhiều luôn này. Chưa thu hoạch. Đấy. Bắt một trái để ăn ra. Nho chín quá. Đây, 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 trái nho nhỏ thôi. Nhỏ rất là ngọt. Đây, xe nhà di động phía vườn kia. Đây rồi. Cảm ơn các bạn đã tham gia hành trình của chúng tôi nhé. Đấy, bây giờ là Tuệ ra đây bố nào. Để nhìn thấy xe nhà di động của mình nào. Đây. Bố con chúng tôi hôm qua ngủ ở Ninh Chữ. Và bắt đầu ở eo biển Cà Ná. Xong bắt đầu đi dọc cái đường biển đẹp nhất. Từ đường biển đẹp nhất là Ninh Thuận đấy. Xong bây giờ sang đến Ninh Chữ. Chúng tôi chuẩn bị ra vịnh Vĩnh Hy này. Thế trên đường ra vịnh Vĩnh Hy thì sẽ có cái bãi chuối. Bãi chuối là các bạn lưu ý nha. Vịnh Vĩnh Hy không có gì chơi đâu. Nó bé tí tí này à. Xong rồi là ăn uống thì dở lắm. Thế nhưng mà quan trọng nhất ấy là nó là địa điểm thôi. Nhưng mà hãy đi ra đây, ra đây, ra đây. Và từ từ Vịnh Vĩnh Hy thì tí nữa bắt đầu chúng tôi sẽ ra bãi chuối. Nhưng mà trên đường đi thì vào đây hái nho. Nhà nằm kia. Đêm qua ngủ một quả không khí cực kỳ tuyệt vời luôn. Mình đây, đây tôi bế này đã nào. Đây, tôi hái quả nho nào. Đây, hái quả đi. Ôi, đây quả này thôi. Đấy, một quả một chứ chơi cả chùm thế thì gì. Bắt đầu chơi cả chùm nữa. Vất là phê đi là mê. Úi dồi, lấy ra tính tiền. Tất cả lại ngả bàn tiệc ở ngay một nơi rất là đẹp. Phía dưới kia là vịnh của Bình Tiên kìa. Và góc kia là có cái sân golf Bình Tiên. Mà bây giờ chắc không hoạt động được nữa rồi. Lại phá sản rồi, cơn mưa kìa. Mọi người thấy cái cơn mưa, mưa đúng chỗ đấy nhé. Mưa đúng đấy kìa, đấy, mưa rơi xuống đúng chỗ đó. Nhìn rõ này. Nào Tuệ đứng sát vào đây bố quay cho một đoạn hình rất đẹp nào. Khi mà bạn đi phượt lang thang khắp mọi nơi, bạn sẽ thấy cả một cái ngọn núi toàn hoa bằng lăng tím này. Đẹp ơi là đẹp luôn. Lăng này ngát rừng luôn này, bên phía này nữa này. Mùa này là mùa bằng lăng mà. Ôi đẹp chưa. Ôi mê quá là mê luôn đi. Đẹp quá. Đây là con đường mà gọi là con đường biển Ninh Chữ của tỉnh Ninh Thuận này. Rất là đẹp, đi ra Ninh Chữ đẹp chưa. Rồi nói cho anh em xem hoa này. Mê luôn. Còn đây đã bao giờ mọi người thấy tất cả những cái hoa bằng lăng mà được dựng kín như một cả một cái thiên núi dài ra biển. Đây là mùa hoa bằng lăng, tôi đang đi vào.
vào, hôm nay là 12 tháng 7. Ngày mai 13 tháng 7 là sinh nhật rồi. Và nó có cả một rừng hoa bằng lăng luôn, sẽ đón mừng sinh nhật mình đây. Đẹp quá. Đây là trên đường ra bãi chuối của tuyến đường biển đẹp nhất Việt Nam nhé. Đây nhá, đâu cũng là nhà, lại có một bãi tắm đẹp cực kỳ này, gọi là bãi chuối này. Đây, cô Tuệ với tay đã nào. Đi nào. Đây, bãi chuối đây nhá. Đó. Biển trong xanh trong vắt ra. Và không có dịch vụ tí nào luôn. Đấy, mọi người nhớ là có ở đây thì đi thu rác về nhá, không vứt rác ở bãi. Đằng sau cái góc đảo kia là Vịnh Vĩnh Hy kìa. Bãi biển này camping quá đẹp luôn này. Đây là gần đến Vĩnh Hy. Đẹp lắm ý. Đây. Chả có hàng quán gì luôn à. Suốt cả một dọc không có hàng quán gì cả. Mà có cái rừng thông đẹp không. Xe bán tải vào được, như xe nhà di động thì phải đậu ở trên đường. Đấy. Hay quá. Chỗ này sẽ ghim lại để anh em nhà di động chơi nhá, cả bán tải chơi nhá. Nước trong không? Trong vắt này. Trong này lạnh mới thích này. Nhớ tham khảo ở trên Facebook nhá, và trên cái địa điểm tôi sẽ đăng lên trên Facebook cho anh em đi nhá.